Xin chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Bác sĩ Giang sẽ tiếp tục ở bài báo cáo số 2 là u tế bào tạo hắc tố ở các vị trí hiếm gặp. Mục tiêu của bài này là sẽ báo cáo các phần u tế bào tạo hắc tố ở niêm mạc, ở móng, ở mắt và ở hệ thần kinh trung ương. Thì ngoài da thì tế bào tạo hắc tố nguồn gốc từ màng thần kinh nó có thể di chuyển đến ở các cái vị trí này, như là vị trí bình thường. Đầu tiên tôi báo cáo u tế bào tạo hắc tố ở niêm mạc. Không đi. Rồi. Trong quá trình phát triển của tế bào tạo hắc tố thì nó sẽ di chuyển đến da, màng bồ đào, niêm mạc có nguồn gốc ngoại bì, và ít gặp hơn thì nó có thể di chuyển đến cả niêm mạc có nguồn gốc nội bì luôn. Ví dụ như là khí phế quản, thực quản. Và khi mà nó di chuyển đến các cái vị trí này thì nó có thể nằm trong biểu mô hoặc nằm trong mô đệm của niêm mạc. Trong melanoma của niêm mạc mình cũng biết rồi ha, melanoma thì thường gặp ở da. Cái vị trí melanoma, cái tỷ lệ mắc melanoma ở niêm mạc rất là hiếm, khoảng 1-2%, và trong đó thì thường gặp nhất là ở vùng đầu cổ, có thể lên đến một nửa các cái trường hợp melanoma ở niêm mạc. Ngoài ra thì mình có thể gặp melanoma ở hậu môn trực tràng, ở đường sinh dục, ở đường tiết niệu, vân vân. Nói về cái tổn thương tạo hắc tố ở niêm mạc á, tức là bao gồm cả lành tính, cả ác tính, cả u và không u á, thì đây là một cái bảng tóm tắt để cho mình thấy những cái trường hợp tăng sắc tố khu trú mình có thể gặp là Marquin, tức là tăng sắc tố nhưng mà không có tăng tế bào tạo sắc tố, hoặc là nevus, hoặc là melanoma. Những trường hợp tăng sắc tố mà lan tỏa đó mình có thể gặp sau do thuốc, tức là không phải trường hợp nào tăng sắc tố là nó cũng có tăng số lượng tế bào tạo sắc tố. Ví dụ như những trường hợp mà tăng sắc tố lan tỏa thì có thể sau thuốc, do có thai, hoặc là một số trường hợp sau viêm chẳng hạn. Và cái nhóm thứ ba là nhóm tăng sắc tố mà có kèm một số bệnh di truyền, ví dụ bệnh Addison, hội chứng kết sinh, hoặc là cường tuyến giáp, hoặc là do dùng một số thuốc ví dụ vitamin B12 vân vân. Thì đây là cái bảng tóm tắt các cái tổn thương tạo sắc tố có thể có tăng số lượng tế bào tạo sắc tố hoặc là không tăng số lượng tế bào tạo sắc tố. Đầu tiên tôi nói về cái giác sắc tố. Ở đây là một cái giác sắc tố ở niêm mạc môi. Và trên vi thể mình sẽ thấy là nó chỉ tăng sắc tố ở màng đáy thôi, nhưng không có tăng số lượng tế bào tạo sắc tố. Một cái trường hợp thứ hai cũng vậy, mình sẽ thấy sắc tố nó nằm ở trong lớp dưới biểu mô. Một cái thực thể khác là melanocyte, tức là tăng sắc tố nhưng mà nó không có khu trú mà nó lan tỏa. Thì đây là một cái trường hợp mà sau điều trị imatinib của ung thư. Thì mình sẽ thấy là sắc tố nó nằm ở ngay dưới lớp biểu mô và mình không có thấy tăng số lượng tế bào tạo sắc tố. Đó là định nghĩa của melanocyte ha, tức là tăng sắc tố mà không tăng số lượng tế bào tạo sắc tố. Mình qua một cái trường hợp khác là có tăng số lượng tế bào tạo sắc tố là nevus, hay còn gọi là nốt ruồi đó. Thì nó cũng có thể gặp ở niêm mạc. Và cái đặc điểm mô bệnh học của nevus nó cũng giống như ở da thôi. Nó cũng có giáp ranh, cũng có dưới biểu mô hoặc là phối hợp, hoặc là nevi xanh chẳng hạn. Về melanom, tức là u hắc tố ác tính ở niêm mạc hiếm gặp, giống như nãy mình đã nói, và nó có thể liên quan đến một số đột biến gen. Thay vì ở da, đột biến thường gặp là BRAF, có thể lên đến hơn 50% trường hợp, nhưng mà ở niêm mạc là thường gặp là đột biến KIT, NRAF, NF1 có BRAF nhưng mà nó ít. Tiên lượng sống của melanoma niêm mạc thì thường là tiên lượng sống rất là kém, ví dụ vùng đầu cổ tiên lượng sống 5 năm chỉ có 50% thôi. Ở hậu môn trực tràng là khoảng 25%. Ở âm đạo rất là xấu, dưới 20% sống được 5 năm. Và các yếu tố tiên lượng của nó thì cũng tương tự như ở da. Về sắp tiếp, tức là khi mình đọc melanoma, mình đọc sắp tiếp thì nó cũng giống ở da. Tuy nhiên thường gặp là mình thấy có hai cái thực thể thường gặp là cái lentiginous melanoma, giống như ở đầu chi là mình gặp có acro lentiginous melanoma, thì ở niêm mạc mình có mucoso lentiginous melanoma là loại thường gặp. Thứ hai là nhóm nodular melanoma. Hai nhóm này mình thường gặp nhất. Hóa môn miễn dịch thì mình cũng sử dụng cái bộ dấu ấn giống như ở da. Về phân giai đoạn thì melanoma ở niêm mạc nó sẽ có những cái điểm khác so với ở da. Ví dụ ở vùng đầu cổ nó sẽ không có giai đoạn 1, giai đoạn 2. Ngay cả khi nó khu trú ở cái niêm mạc nó sẽ bắt đầu ở giai đoạn 3 trở đi. Thành ra là thường là nó tiên lượng nó xấu là vì vậy đó. Còn ở âm hộ thì phân giống như là ở da,
tuy nhiên một số cái vị trí thì lại không có cái bảng phân giai đoạn rõ ràng. Ở đây mình sẽ thấy là cái theo IGCC8 họ phân cái melanoma ở vùng đầu cổ nè, nó sẽ không có T1, T2, T3 là bệnh ở niêm mạc và T4 là ở các giai đoạn phát triển phía sau. Tôi đi qua một cái phần khác là melanoma niêm mạc của vùng đầu cổ với các cái hình ảnh minh họa về vi thể, mình sẽ thấy là gì, nó về đặc điểm mô bệnh học nó cũng không khác melanoma ở da. Tuy nhiên vùng mũi xoang á, hình ảnh vi thể của nó có thể nhầm với một số các loại ung thư khác tại vị trí này, ví dụ lymphoma hoặc là u nguyên bào khú vân vân. Cho nên các bạn khi xem á, lưu ý để ý tìm sắc tố hoặc là cần phải sử dụng một số cái dấu ấn để phân biệt với các cái ung thư khác, ung thư biểu mô hoặc là những cái ung thư khác ngoài melanoma. Nói về melanoma ở niêm mạc của đường tiêu hóa, trong đó bao gồm cả hậu môn trực tràng, thì cái vị trí này thường là vị trí mà melanoma ở di căn đến hơn là nguyên phát tại đường tiêu hóa. Tuy nhiên nếu mà nguyên phát tại đường tiêu hóa thì thường gặp nhất là vùng hậu môn. Còn nếu mà nói như ở ruột non hoặc là ở dạ dày hoặc là ở thực quản, thường là nó là di căn từ nơi khác tới. Đối với vị trí âm hộ âm đạo thì thường gặp là âm hộ, và những cái melanoma ở vùng này thường là gặp ở tuổi mãn kinh có nhiều sắc tố. Ở đường niệu á, thì cái vị trí nguyên phát thường gặp là dương vật ha, có thể là cái vùng này là vùng bán niêm mạc, nó có da phủ bên ngoài đó. Còn ở những cái với vị trí mà hoàn toàn niêm mạc như niệu đạo, bàng quang á, thì thường ít gặp nguyên phát lắm và tiên lượng rất là xấu. Ở đây là một vài vị trí, một vài cái hình ảnh vi thể của melanom, ví dụ lentiginous melanom, mấy bạn sẽ thấy là tăng sản tế bào tạo sắc tố liên tục ở cái vùng màng đáy. Và khi mà nó phá màng đáy, nó đi xuống lớp bì á, thì nó có một cái đặc điểm, nó cũng giống đi xuống giúp dưới biểu mô chứ, thì nó cũng có những cái đặc điểm giống như ở cái đầu chi á, mình sẽ thấy tế bào thường nó spindle cell. Đó cũng là một cái điểm dễ gây nhầm lẫn, tại vì như vậy thì khi chúng ta đọc ở một cái vị trí niêm mạc mà ở dưới trong cái lớp dưới biểu mô lại là spindle cell dị dạng, thì thường mình có khuynh hướng mình nghĩ ngay là SCC là tế bào hình thoi hay không, chứ thường mình ít nghĩ ngay là melanoma lắm. Cho nên là mấy bạn lưu ý để ý cái vùng nối, cái vùng màng đáy á, nếu như nó có tăng sinh các cái tế bào mà kiểu mà ba chết á, tức là những tế bào mà nó có cái vòng sáng quanh nhân á, mà mình thấy có hắc tố nữa đó, thì mình phải tìm xem có melanoma ở vị trí này hay không. Ở đây là một cái hình minh họa, mình thấy là cái lớp biểu mô nó có tăng sinh tế bào tạo hắc tố dạng ba chết á, mà nó đi liên tục ở cái màng đáy luôn. Và trong cái lớp dưới biểu mô mình sẽ thấy tế bào là pin đồ hình thoi, nó có hắc tố rải rác. Và một số trường hợp mình sẽ thấy là tế bào nó có những cái hình thái khác, ví dụ dạng biểu mô hoặc là dị dạng, hoặc có khi nó ra dạng cơ vân, hoặc nó ra dạng bong bóng, balloon cell vân vân, tế bào nhẫn. Nói chung melanoma là nó bắt chước hình thái của tất cả các loại tế bào khác. Ở đây là một cái hình ảnh mình thấy mà thường gặp ở trong melanoma dạng nốt hơn nè, tế bào nó dị dạng, có nhiều phân bào và mình nhuộm HM45 nó dương tính lan tỏa. Về report melanoma ở niêm mạc á, thì cũng giống như ở da, mình cũng phải đo độ dày Breslow, rồi có loét hay không, có phân bào không, có thoái triển không, thâm nhập mạch máu thần kinh không, có thâm nhập lympho bào không, có sân thương vi vệ tinh không, rìa có dương hay không, có di căn hạch, di căn mạch máu hay không, và đánh giai đoạn. Tôi qua một cái phần khác là u tế bào tạo hắc tố ở móng. Đây là một cái chủ đề mà tôi cho rằng rất là khó. Khó là từ cái khâu sinh thiết móng nó đã khó rồi, và mình không có lấy được cái tổn thương mà đủ lớn để mình dễ đọc, thành ra cái phần tổn thương ở móng thường rất là dễ bỏ qua. Thì sinh thiết móng khi nào? Khi mà nó có những cái trên móng nó có những cái dải sắc tố, đặc biệt là những dải sắc tố không có đồng nhất. Thứ hai là nhìn cái sang thương da ở móng, nhìn những cái sang thương tăng sắc tố ở móng, mình có thể đoán được, là nó hướng lành tính hay là hướng ác tính. Ví dụ một cái dải sắc tố hẹp đơn độc thì thường là nó chỉ là tăng hoạt động của tế bào tạo hắc tố, hoặc là nốt ruồi, hoặc là nê vi móng. Còn nhiều dải sắc tố thì cũng có thể là một cái tăng hoạt động của tế bào tạo hắc tố, hoặc là tăng sắc tố do chủng tộc. Còn có một cái dải sắc tố rộng mà sắc tố nó là màu sắc nó lại không đồng nhất, bờ nó không có gọn gàng, thì mình cần phải loại trừ melanoma của móng. Và một số trường hợp tăng sắc tố của móng thì nó không có liên quan đến tế bào tạo sắc tố, ví dụ như là mình bị chấn thương đụng dập gì đó, hoặc là SCC, hoặc là nấm móng vân vân. Đây là cấu trúc của một cái móng. Về giải phẫu mình sẽ thấy nó có cái phần mà mình hay cắt móng tay á, người ta gọi là cái phiến móng á, cái tấm sừng á, rồi và cái phần nếp móng gần. Nếp móng gần là cái phần mà nó sẽ liên tục giữa móng và phần da. Phần nếp phần rìa tự do hay còn gọi là nếp móng xa, và cái nếp móng bên là hai bên của cái móng.
À, và thì phần bên dưới của cái phiến móng á, mình sẽ thấy có cái phần gọi là nail matrix, tức là mầm móng, và cái phần giường móng là cái phần nằm biểu mô nằm bên dưới của cái móng. Thì tại sao phải phân biệt rõ ràng như vậy? Tại vì cái cấu trúc mô học của cái phần mầm móng và cái phần giường móng, tức là ngay dưới là biểu mô móng, thì nó cũng không có giống nhau. Và tế bào tạo hắc tố nó sẽ nhiều ở cái vùng nail matrix, tức là phần mầm móng. Đây là cái hình ảnh vi thể của cái móng. Thì mình sẽ thấy là một cái bên tay trái là cái nail matrix, đó là mầm móng đó. Mình thấy sẽ rất là nhiều tế bào dạng đáy. Nó có 5-7 lớp tế bào dạng đáy. Trong khi qua cái phần biểu mô mà ngay dưới cái phiến móng đó, cái tấm sừng á, thì nó là phần lớn là biểu mô gai. Nó chỉ có một hàng tế bào đáy thôi. Và cái tế bào tạo sắc tố đó, nó sẽ nhiều ở cái phần mầm móng hơn, cái nail matrix hơn. Còn nó ít hơn ở cái vùng ngay dưới cái biểu mô, ngay dưới cái phiến móng. Ở đây là cái biểu mô, lớp biểu mô của mầm móng nè, mình thấy nhiều cái tế bào dạng đáy ha, vài hàng tế bào dạng đáy. Và mình cũng lưu ý một điều rằng nếu mà ở da, cái tế bào tạo hắc tố ấy, nó sẽ xen kẽ với tế bào đáy, ví dụ như là 10 tế bào đáy một tế bào tạo hắc tố. Nhưng mà ở cái biểu mô của cái mầm móng ấy, thì nó lại nằm xen kẽ giữa các cái tế bào dạng đáy đó, cho nên nó không nhất thiết phải nằm ở lớp đáy. Và khi mà mình nhuộm cái HMB45 hoặc là Milan A để mình xem cái phân bố của tế bào tạo hắc tố, thì mình thấy là nó rất là thưa thớt tế bào tạo hắc tố ha, và nó có thể nằm ở phía trên của lớp đáy nha. Ở đây mình sẽ thấy nè, người ta đến thì người ta thấy, nhận thấy là cái nền móng gần, tức là cái vùng gần cái mầm móng á, thì cái số lượng tế bào tạo hắc tố nhiều, nó tới 20 tế bào tạo hắc tố trên 1 mm chiều dài, trong khi nền móng xa nó chỉ có 4. Và ở giường móng là cái phần ngay dưới cái phiến móng á, cái móng tay của mình, cái phần cắt móng tay á, thì nó rất ít tế bào tạo sắc tố. Và số lớp tế bào dạng đáy của nền móng gần là khoảng 4 đến 10 lớp, và tế bào tạo sắc tố nó sẽ nằm xen kẽ từ lớp thứ 2 đến lớp thứ 4. Nó sẽ khác với ở da. Và cái nền móng xa thì nó tế bào tạo sắc tố nó sẽ nằm ở lớp thứ nhất đến lớp thứ 2. Và ở giường móng thì nằm trong lớp thứ nhất, tức là mọi người cũng biết rồi ha, cái giường móng thì cái biểu mô của nó là chỉ có một hàng tế bào đáy và nhiều hàng tế bào gai, thì nó tương tự ở da, tế bào tạo sắc tố nó sẽ nằm ở ngay cái lớp đáy. Về các nguyên nhân gây tăng sắc tố ở móng thì giống như nãy tôi nói ha, nó có những cái nhóm nguyên nhân lớn, ví dụ tăng hoạt tế bào tạo sắc tố. Tăng hoạt thì mình có là không, nó chỉ tăng sắc tố thôi, không tăng sinh số lượng tế bào tạo sắc tố. Thì có thể do thuốc, có thể do chủng tộc, có thể do thai kỳ, vân vân. Nhóm thứ hai là nhóm tăng sinh tế bào tạo sắc tố, tức là tăng số lượng, thì mình có lentigo, tức là hoặc là nivus hoặc là melanom. Và một số cái nhóm khác là xuất huyết, là SCC, là nấm móng gì đó, vân vân. Rồi, đầu tiên tôi đi vào cái phần tổn thương tế bào tạo hắc tố ở móng. Thì mình có một số cái tổn thương bao gồm không có tăng số lượng tế bào tạo hắc tố là tăng hoạt tế bào tạo sắc tố, hoặc là những trường hợp mà có tăng số lượng là lentigo, nevi, melanom. Đầu tiên là tăng hoạt, hay còn gọi là hoạt hóa tế bào tạo hắc tố. Này thực ra mình cũng biết dịch đúng hay không ha, tức là hypermelanocyte. Nó có tăng sắc tố thì mình thấy móng nó có tăng sắc tố ha, nhưng mà lầm tính thì mình thấy một cái dải móng thập và cái bờ nó rất là gọn gàng. Và khi mà làm sinh thiết thì mình sẽ thấy là không có tăng sinh tế bào tạo sắc tố ở móng. Mình thấy cái biểu mô móng nó cũng sẽ khác ở da ha. Và nhuộm cái Milan A, mình cũng sẽ thấy là cái tế bào tạo sắc tố nó rất là thưa thớt. Ở đây là một cái trường hợp khác, là tùy vào vị trí sinh thiết ha. Ví dụ như mình lấy sinh thiết mình ngay cái vùng mầm móng thì mình thấy là biểu mô tế bào dạng đáy nó sẽ nhiều dày hơn. Nhưng mà khi mình nhuộm cái Milan A, mình thấy tế bào tạo sắc tố nó sẽ rất là thưa thớt. Hoạt hóa tế bào tạo sắc tố mình nên phân biệt với nhiễm nấm móng, nhiễm trùng hoặc là lentigo. Và một cái bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm thì thường nhìn cái trường hợp này, mà thường người ta không nghĩ melanom khi mà nhìn cái sang thương móng đâu. Còn nếu mà phân biệt thì mình phân biệt với nấm móng thì mình có thể nhuộm các cái xét các nhuộm đặc biệt như BSDMS. Mình qua một cái trường hợp thứ hai là có tăng sản số lượng tế bào tạo hắc tố, tức là lentigo. Thật ra mình cũng không biết ở móng mình dịch lentigo là cái gì, ở da mình nói là đồi mồi, ở móng mình cũng không biết dịch, mình để nguyên cái chữ lentigo luôn. Thì nó cũng sẽ tăng sinh, nó màu cái tăng sắc tố ở móng, nhưng mà nó rất là đều đặn ha. Và vì số lượng tế bào sắc tố nó không có nhiều, thành ra cái màu cái tăng sinh sắc tố mình thấy ở móng nó cũng nhạt, nó nhạt hơn là melanom. Và trên cái mô học thì mình thấy cái biểu mô móng tùy vào cái vị trí sinh thiết là mầm móng hay là ngay cái lấy cái phần giường móng, mình thấy cái số lượng tế bào dạng đáy nó cũng khá nhiều. Nhưng khi mình nhuộm HMB45 dương thì nó chỉ có rải rác trên các tế bào tạo sắc tố thôi, thưa thớt thôi.
Thành ra là nếu mà mình không có định được là số lượng tế bào tạo sắc tố nó có tăng sinh hay không á, thì tốt nhất là các bạn nên nhuộm đi, nhuộm HMB45 15 ngày. Tuy nhiên á, mình phải lưu ý một điều là nó dương trên bào tương. Thành ra là trong cái tiêu bản mà mình coi á, mình phải coi xem là bào tương của những cái tế bào đó nó có sắc tố hay không. Nếu như mà có thì mình chuyển qua mình nhuộm sắc 10 hoặc là mình nhuộm mà phải màu chất chỉ thị màu là màu đỏ, chứ nếu không là mình sẽ rất dễ nhầm là tế bào đó nó có sắc tố trong bào tương, chứ thực chất nó không phải là dương với các cái dấu ấn này. Tôi qua một cái trường hợp đốt nê vi móng thì mình sẽ thấy cái dải sắc tố nó cũng sẽ gọn gàng, dải sắc tố nó hẹp. Và nê vi móng mình sẽ thấy là nó giống như nê vi giáp ranh đó, tế bào tăng sinh nó tạo thành ổ ở trong cái vùng màng đáy, các bạn thấy không, các cái ổ. Và các cái ổ này khi mình nhuộm melanin ngay mình thấy nó dương trên các cái ổ tế bào rõ, thay vì melanin là mình thấy nó dương, nó phải dương confluent, tức là nó nối hết các cái tế bào ở vùng màng đáy với nhau, hoặc là các tế bào tạo sắc tố với nhau. Rồi còn đây nó lâu lâu nó có dương một ổ, thì cái này là một cái nivet móng thôi. Tôi qua cái phần melanin dưới móng nó chiếm một cái tỷ lệ rất là thấp và rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Cho đó là mình đập một cái tổn thương ở móng mình cũng lưu ý tuổi ha, tuổi nhỏ tuổi trẻ thì thường là lành tính nhiều hơn. Và melanoma ở móng có khi nó thường là nó sẽ không có kèm nivet trước đó đâu. Đây là một cái hình vi thể của melanoma móng nè. Thì lâm sàng nó cũng gợi ý cho chúng ta hướng tới một cái tổn thương hắc tố ác tính ở móng, tức là cái đường kính nó trên 5 mm, cái độ rộng của cái dải tăng sắc tố nó trên 5 mm. Thứ hai là cái bờ nó không đều, và nó thường nó liên quan đến móng cái, ngón cái và một ngón duy nhất. Còn nhiều chưa mình thấy mà nó liên quan nhiều ngón á, hoặc là hai bên bàn tay á, coi chừng là do chủng tộc hoặc là do mình nghề nghiệp của mình là cái gì đó, thường nó mới có liên quan nhiều ngón. Còn melanoma thì mình thấy là thường nó liên quan ngón cái, một ngón, tăng sắc tố đường kính nó hơn 5 mm, và nó có một cái dấu hiệu rất là đặc trưng, có nghĩa là cái dấu Hutchinson, có nghĩa là cái sắc tố nó lan lên cái phần nếp móng gần luôn. Mình thấy nó lan lên cái phần da của nếp móng gần là cái dấu hiệu rất là đặc trưng. Tuy nhiên đặc trưng cũng không có nghĩa là đặc hiệu 100%, nó vẫn có những trường hợp dấu giả của Hutchinson là trong một số tổn thương lành tính. Mà các bạn biết là melanoma thì nó tăng sản số lượng tế bào hắc tố nhiều hơn rất nhiều so với nevi, thành ra là nhìn cái màu sắc của móng thì nó cũng đen hơn rất là nhiều so với những cái trường hợp lành tính. Thành ra mình nhìn vô lâm sàng cũng giúp ích cho mình. Thành ra những cái tổn thương mà ở da ở móng á, tốt nhất là nên xin thêm phần lâm sàng. Rồi phân loại melanom dưới móng á, thì thường gặp nhất cũng là dạng lentigo đầu chi, hoặc là lan tả bề mặt, hoặc là dạng nốt. Ở đây là một trường hợp melanom dưới móng nè, cái dải sắc tố nó rất là rộng, và trên vi thể thì mình thấy là tăng sản rất là nhiều tế bào tạo sắc tố. Mình có thể nhìn thấy ở cái hình trên bên phải ha. Nhưng tuy nhiên là cái tăng sản này thì đôi khi là mình cũng sẽ lăng tăng, không biết là nó có tới mức melanoma hay chưa, thì mình có thể nhuộm HMB45 hoặc là melanoma để mình coi là cái số lượng tế bào tạo sắc tố nó có nhiều hay không, nó có tăng sinh liên tục hay không. Thì trong cái melanoma người ta nói là trong melanoma cái tế bào tạo sắc tố nó phải tăng sinh nhiều và nó confluent, là nó nối với nhau. Thì cái hình ở bên dưới mình sẽ thấy là tế bào tạo sắc tố nó rất là dày đặc, thay vì cái hình bình thường của mình là nó thưa thớt, lâu lâu nó mới có một tế bào tạo sắc tố thôi. Hoặc là một cái vị trí, một cái tổn thương melanoma dưới móng nhưng mà giai đoạn tiến triển rồi, mình thấy nó phá vỡ lớp biểu mô, nó đi xuống cái lớp dưới biểu mô luôn, và nó có tổn thương ngay tại cái vùng thượng bì ha. Mình dùng HMB45 nó dương tính. Những trường hợp mà giai đoạn trễ thì tương đối là dễ đọc, mình chỉ khó ở giai đoạn melanoma tại chỗ thôi, là hơi khó đọc. Tôi qua một cái nhóm tổn thương tạo hắc tố ở mắt. Thì tế bào tạo hắc tố nó có thể có ở một cái vị trí bình thường trong kết mạc, trong màng bồ đào, nó tạo nên màu mắt, giống như là ở da thì có màu da, rồi tóc thì có màu tóc vậy đó. Thì ở đây mình thấy có màu mắt, nó có tế bào tạo hắc tố là vị trí bình thường của nó. Thì mình sẽ có nhóm u tế bào tạo hắc tố ở kết mạc, ở màng bồ đào. Một số vị trí hiếm gặp là ở đĩa thị, dây thần kinh thị giác hoặc là ổ mắt. Trong cái nhóm này á, thì mình lưu ý một chút xíu là thành phần biểu mô của kết mạc mắt á, là biểu mô gai lát tầng, và nó có tế bào biểu mô chủ bên trên, và giữa các cái lớp tế bào ở cái lớp
tế bào đáy của cái biểu mô kết mạc á, thì nó sẽ có tế bào tạo sắc tố. Và cứ 5-15 tế bào đáy ở trong cái biểu mô của kết mạc á, thì sẽ có một tế bào melanocyte. Như vậy thì cái tỷ lệ này cũng tương ứng với ở da. Thành ra đọc cái tổn thương tế bào tạo sắc tố ở kết mạc á, nó cũng khá là giống ở da. Ở đây là cái biểu mô kết mạc mắt nè. Đó, và tế bào tạo sắc tố nó sẽ nằm xen kẽ với các cái tế bào đáy. Ở trên nó có những cái tế bào trụ ha. Về tổn thương tế bào tạo sắc tố ở mắt, bao gồm cả tổn thương tăng sắc tố mà không có tăng số lượng, và trường hợp ví dụ như là melanocyte, những cái trường hợp có tăng số lượng ví dụ như là nevus hoặc là melanocytoma hoặc là melanom. Đầu tiên tôi nói về melanocyte thì nó không có tăng số lượng tế bào tạo sắc tố, nó chỉ có là tăng sắc tố ở vùng biểu mô thôi, ở lớp biểu mô thôi, mình thấy có sắc tố ở biểu mô và nó không có tăng số lượng tế bào tạo sắc tố. Một cái trường hợp khác ở biểu mô kết mạc mắt cũng vậy là melanocyte á, nó chỉ có nhuộm mắt quanh, mình thấy nó lâu lâu nó có một cái tế bào tạo sắc tố nó bắt màu đỏ mà nó cũng không có bắt liên tục. Thì đây là một cái trường hợp là tăng sắc tố ở kết mạc mắt. Cái nhóm tăng sắc tố kết mạc thứ phát có nghĩa là sau một số bệnh lý, ví dụ như là mang thai hoặc là bệnh Addison, một số thuốc như thuốc chặn canxi, một số thuốc nó có thể gây tăng sắc tố. Và tất nhiên là nó cũng sẽ không có tăng số lượng tế bào tạo sắc tố. Giống như ở đây mình thấy nè, nó có sắc tố ở bên dưới biểu mô ha. Mình qua một cái nhóm mà tăng sắc tố mắt bẩm sinh, riêng cái nhóm này á, nó có một cái tên gọi khác là nevus ota, thì nhóm này nó có tăng tế bào tạo sắc tố. Và rải rác các cái tế bào hình thoi nằm trong lớp dưới biểu mô. Đây là một cái bệnh bẩm sinh ha, nevus bẩm sinh. Mình qua cái nhóm là tăng số lượng tế bào tạo sắc tố là nevi kết mạc. Thì cũng giống như ở da thôi, nó có giáp ranh, nó có nevi dưới biểu mô, rồi nó có kết hợp. Tế bào thì nó cũng đủ nhiều hình thái tế bào. Vi thể mình cũng sẽ thấy ha, là nó có tăng sinh tế bào dưới biểu mô kết mạc, giống như ở da. Một vài hình ảnh, tại vì cái này cũng các bạn cũng có thể chẩn đoán được ha. Và tất nhiên nói tới nevi, mình nói tới sự trưởng thành, tức là khi mà mấy bạn nhìn thấy nhìn tổng thể của một cái tổn thương tăng sắc tố thì mấy bạn phải coi là nó có trưởng thành hay không, tức là càng xuống sâu thì nó có càng nhỏ dần hay không, nó có phân bào hay không, đánh giá các cái yếu tố mà gợi ý lành tính ác tính đó. Ví dụ như về mức độ trưởng thành nè, phân bào nè, rồi có hoại tử hay không nè đó. Thì nevi kết mạc nó cũng giống như nevi ở da thôi. Và hormone miễn dịch nó cũng tương tự như vậy, nhuộm HMB45 hoặc là nó cũng sẽ dương, nếu mà dương thì nó cũng chỉ dương ở cái phần tế bào nevi mà sát với lớp biểu mô thôi, còn càng trưởng thành càng đi xuống sâu nó sẽ âm tính và frame nó sẽ âm tính. Mà định đặt frame dương tính mấy bạn cũng phải lưu ý nha, frame người ta khẳng định nó dương, người ta nói nó dương tính khi nào, khi nó trên 75% tế bào bắt màu, cho nên rải rác rồi mấy bạn cũng không tính nữa, mình chỉ nói là nó như là nó có nguồn gốc tế bào tạo sắc tố thôi chứ nó không có dương dòng có ý nghĩa trong melanoma. REM với lại B16 là nó dương là phải dương lan tỏa. Mình qua cái nhóm nevi kết mạc thiếu niên kèm viêm, cái nhóm này cũng là nevi thôi nhưng mà người ta chia làm một nhóm riêng, tại vì sao dễ nhầm với melanom, nó có kèm viêm thành ra cái tổn thương của nó có thể lớn nhanh, nó có thể không có điển hình, và nó có liên quan đến một số tiền sử như dị ứng. Về vi thể tăng thương nó có thể to ha, nó có thể không có điển hình của một cái trường hợp lập nhìn tính. Ở đây là cái tổn thương sắc tố ở kết mạc thì mình thấy rồi ha. Và vi thể nè, vi thể mình sẽ thấy tế bào dạng biểu mô nhưng mà nó không có điển hình, có vẻ là nó to nhỏ cũng không có đều, và đang xen với nó là các cái tế bào viêm, lympho bào, rồi có thể có bạch cầu ái toan, vân vân. Những cái trường hợp này đôi khi là mình không quen, có khi mình nhầm với melanom. Do đó mình lưu ý, thứ nhất mình coi lại lâm sàng tuổi trẻ không, thứ hai vì thể mình thấy nhiều tế bào viêm quá mình có nghĩ phản ứng hay không, và trường hợp nữa mà một cái yếu tố, một cái vấn đề nữa là nếu mà mình không phân biệt được á, nên dùng hormone miễn dịch thì cái sự phân tầng trưởng thành có thể giúp cho mình phân biệt được đó là nevus hay là melanom. Ở đây người ta sẽ nhuộm cái milangay, nhuộm milangay và nhuộm kép K67 luôn. Nhuộm kép thì nó có một cái đặc điểm hay là mình thấy K67 nó dương trên lympho bào thôi, còn các tế bào nevi nó không dương. Còn những cái tế bào mà bắt màu đỏ của cái milangay á
thì nó dương là tế bào tạo hắc tố đó. Thì từ cái này mình sẽ thấy được là nó có sự rạch ròi ha, những cái tế bào này nó không có đây là một trường hợp nivet dương rải rác với milanay thôi, và cây thấm bảy thấp hầu như là nó không dương trên các cái tế bào tạo hắc tố. Một số cái hình ảnh của nivet kết mạc nè mà nó có kèm viêm, mình nhìn nó thấy nó cũng khá là không điển hình ha, rất là dễ nhầm. Một cái nhóm khác là nevi xanh. Nevi xanh kết mạc thì cũng giống như ở da thôi, tức là mình cũng sẽ thấy tăng sản các tế bào hình thoi và có nhiều sắc tố ở trong lớp dưới biểu mô. Một vài hình ảnh minh họa ha. Mình qua một cái nhóm này thực chất thì ở da vẫn có, hồi nãy tôi đã nói rồi, là nhóm trung gian melanocytoma, xâm nhập sâu kích hoạt cái con đường WNT. Thì đây là một cái nhóm trung gian giữa nivet và melanom, thì ở da cũng có và ở mắt cũng tương tự như vậy, có thể nhầm với melanom. Tại sao nó nhầm? Tại vì cái tế bào nó thường là nó to hơn cái tế bào đáy, nó có thể tế bào to nhỏ không đều, nó có thể có phân bào nhưng mà ít phân bào. Và những trường hợp đó thì mình cũng sử dụng một số dấu ấn để nhuộm thôi. Vấn đề là mình có nhận ra được là nó để nhuộm hay không. Tại vì rõ ràng khi mình đọc tiêu bản đó, thì nếu mà nó trưởng thành rõ ràng, nó không có phân bào, không có cái gì để mình nghĩ hoàn toàn là đi vết thì mình đâu có cần nhuộm, phải không mọi người? Nhưng mà vấn đề là có những trường hợp là tế bào nó không điển hình, rồi nó có phân bào rải rác, rồi có khi cái bờ nó không đều, có khi nó xâm nhập sâu. Thì tất cả những cái trường hợp mà mình không có phân biệt được với melanoma thì mình phải nghĩ tới cái nhóm này nè, là cái nhóm trung gian nè, nhóm u tế bào tạo hắc tố nè. Mình mới nghĩ tới nhóm trung gian thôi nha, chứ còn thực chất là chính xác là loại gì thì mình phải nhuộm hormone dịch mình mới biết được. Ví dụ với cái loại mà xâm nhập sâu kích hoạt WNT thì mình biết là về hình thái tế bào dạng biểu mô, kiểu cấu trúc của nó là đi hình chêm, có sắc tố, rồi về hormone dịch của nó là beta carotene dương, rồi cyclin D1 dương, frame âm, HM45 là dương lan tỏa. Thành ra là rõ ràng mình phải nhuộm cả một bộ dấu ấn này thì mình mới chẩn đoán được chính xác là u tế bào tạo hắc tố mà loại này. Còn nếu như ở một số cơ sở thường thì mình chỉ có dùng, ví dụ như là mình dùng HM45, mình không có dùng melanay, rồi mình dùng S100, rồi mình cũng không dùng cyclin D1, tại mình có khi mình cũng đâu có nghĩ được ra cái loại này để mình nhuộm cyclin D1 hoặc là beta catenin đâu. Thành ra chẳng hạn như một cái trường hợp như thế này á, mà mình nhuộm có HM45 không á, xong rồi mình thấy dương lan tỏa thì sao? Mình sẽ nghĩ ngay nó là melanom, và có khi mình sai đó. Nếu như mình nhuộm tiếp frame, mình thấy nó âm, mình khẳng định nó không phải là melanom. Rồi mình nhuộm tiếp beta catenin dương nhân bào tương, màng bào tương và cyclin D1 dương bào tương thì đó đủ tiêu chuẩn để mình chẩn đoán đó là u tế bào tạo hắc tố xâm nhập sâu mà kích hoạt WNT. Nhưng mà cái loại này rất khó nha, tại vì mình phải đủ các cái dấu ấn hóa môn dịch. Ở đây là một cái hình ảnh của minh họa cho cái u này. Mình thấy là nó có nhiều sắc tố và cái tế bào melanocyte nó không có điển hình, tế bào dạng biểu mô không có điển hình ha. Thì không biết nhìn cái hình này các bạn thắng liền luôn là nó là nivet hay không. Đây là cái phần sâu hơn của nó. Mình thấy là tế bào nó đi xuống dưới, đi xuống, càng xuống sâu nó cũng không có trưởng thành nữa. Thay vì nivet càng xuống sâu nó phải kích thước, nó phải càng nhỏ đúng không? Ở đây mình thấy tế bào xuống sâu thì nó cũng giống như là tế bào ở trên bề mặt. Nó giống như, nói chung là u này tế bào nó khá là giống nhau. Thì nó cũng không rõ ràng cái sự trưởng thành như thế này, thì rõ ràng là mình phải nghi ngờ melanoma để mình làm tiếp các cái dấu ấn hóa môn dịch. Tôi qua một cái nhóm khác là u tế bào tạo hắc tố dạng biểu mô tăng sắc tố BEM. Cái này thì thật ra hồi nãy cũng trong da cũng đã nói rồi, nó cũng là cái nhóm trung gian giữa nivet và melanoma. Loại này tiến triển chậm và cũng tại sao lại mình lại đưa nó vô nhóm này? Về vi thể mình phải nghi ngờ nó cái đã, tức là tế bào dạng biểu mô nhưng mà nó sự trưởng thành nó cũng không có rõ ràng. Và nhuộm HM45 thì nó lại là dương lan tỏa, làm cho mình cần phải đi làm một cái bước tiếp theo là nhuộm những cái dấu đặc biệt tiếp theo thì mình mới chẩn đoán được cái u này. Nhóm thứ ba là nhóm u hắc bào mà dạng biểu mô ngấm hắc tố. Cái này cũng là nhóm hồi nãy, xin lỗi, cũng là cái hình minh họa thôi để cho mình thấy là sắc tố rất là nhiều, sắc tố nhiều che lấp cái phần tế bào u. Thành ra đôi khi là những cái trường hợp này mình không biết có phải melanoma hay không, mà mình cũng lăn tăn không biết có nhuộm được, có đọc được hay không, tại bây giờ hắc tố nhiều quá. Một số cơ sở mà khử được hắc tố thì mình có thể nhuộm, nhưng mà khử hồng hắc tố thì bị một cái chuyện đó là khử xong rồi nhuộm nó có lên hay không, hay nhiều khi là kháng nguyên nó hư luôn, cũng không có dương được, nhuộm cái gì cũng dương, cũng âm hết, khó đọc.
thành ra cái kỹ thuật mà khử hắc tố nó cũng cũng rất là khó. Khử thì không khó, nhưng mà nhuộm hóa mô nó có lên hay không. Rồi và trong những cái trường hợp hắc tố nhiều như thế này thì làm sao mà mình phân tích được là tế bào u đó là nó có dị dạng hay không, nó có phân bào hay không. Các bạn lưu ý ha, mình qua một cái nhóm khác là nhóm tăng hắc tố mắc phải nguyên phát, BAM. Bắt đầu mình hơi bị nhiều thuật ngữ, hồi nãy là BEM, bây giờ là BAM. Thì cái nhóm này á, thì nó tên của nó là một cái tăng sắc tố mắc phải nguyên phát, nhưng thực sự nó có tăng số lượng tế bào tạo sắc tố. Và nó liên quan với nhóm tân sinh tế bào tạo sắc tố trong biểu mô kết mạc, giống như ở cổ tử cung mà mình hay có xin đó. Thì ở biểu mô kết mạc là tại vì tế bào tạo sắc tố nó cũng nằm xen kẽ giữa các tế bào đáy ở trong cái lớp biểu mô của kết mạc đó, cho nên thành ra là sự tăng sinh của nó cũng tương tự như xin ở cổ tử cung. Và người ta có tiêu chuẩn BAM, tức là tăng sinh tế bào tạo sắc tố ha. Thì người ta có BAM điển hình và BAM không điển hình. BAM điển hình có nghĩa là không có dị dạng tế bào gì hết thì xếp vô nhóm này. Và BAM điển hình, BAM không điển hình, BAM không điển hình tức là nó có dị dạng tế bào, nghĩa là nó giống như xin của mình á, thì cái BAM không điển hình này nó có nguy cơ diễn tiến thành melanoma. Ở đây là một cái bảng để người ta chia là tăng sắc tố mà không điển hình, thì mình thấy là tế bào u, tức là tế bào tạo sắc tố á, nó chỉ giới hạn ở lớp đáy thôi. Tế bào khá là đồng dạng, không có hình ảnh bazetoid lan tỏa ở trong lớp biểu mô, không có phân bào. Nó chỉ có tăng sinh tế bào tạo sắc tố. Chỉ có một đơn giản một cái vấn đề là tăng sinh tế bào tạo sắc tố thôi, không có dị dạng tế bào thì người ta gọi là BAM không, BAM mà không có hình ảnh của không điển hình. Còn BAM mà có hình ảnh không điển hình giống như cổ tử cung mà mình hay nói gọi là sin 1, sin 2, sin 3 đó, thì nó sẽ có cái yếu tố là các cái tế bào nó không điển hình ở các mức độ nhẹ, vừa, nặng. Và ở đây người ta có một cái bảng phân chia tổn thương tế bào tạo sắc tố trong biểu mô kết mạc, nó tương tự như sin vậy đó. Ví dụ như là vừa có tăng sản tế bào tạo sắc tố tức là BAM ha, và nó có cái mức độ nhẹ thì nó đánh điểm là 1, mức độ vừa thì đánh thang điểm là 2 hoặc là 3, rồi nặng thì đánh 4, rồi tại chỗ trở đi á, thì đánh trên 5. Thì mà sau này hưu thì họ đơn giản hơn, họ chia low ray và high ray, giống như là tổn thương tế bào tạo sắc tố trong biểu mô kết mạc độ thấp và độ cao. Thì độ thấp thì tương ứng với cái thang điểm của BAM là 1-2 và độ cao là từ 3-5 điểm. Ở đây là một số hình ảnh của cái tổn thương trong biểu mô kết mạc nè, mà tổn thương của tế bào tạo sắc tố nha. Rồi ở mức độ thấp thì tế bào nó khá độc nhất, và khi mình nhuộm cái frame và cái mắt quan nhuộm kép á, mình sẽ thấy là frame thì dương trong nhân nha, và mắt quan thì dương trong mỹ lăng ngay, nó sẽ dương trong bào tương, thì mình sẽ thấy là tế bào tạo sắc tố nó có tăng sinh ha, tăng sinh nên nó mới nối với nhau khá là sát nhau, và nó có lại rải rác ở trong lớp biểu mô. Nhưng mà cái này là mức độ thấp thôi, còn mức độ cao hơn thì mình sẽ thấy là tế bào nó dị dạng nhiều hơn. Số mật độ tế bào nó cũng sẽ dày đặc hơn, và nó confluent, nó nối với nhau nhiều hơn, hợp lưu nhiều hơn là trong cái độ thấp. Qua cái phần melanoma kết mạc thì hiếm gặp, và nó liên quan đến tia cực tím giống như ở da, cho nên là cũng phải bảo vệ mắt ha, tại nó giống như ở da. Đây là hình ảnh đại thể và vi thể của melanoma kết mạc, có hai cái hình ở mắt, tức là sau khi phẫu thuật cắt bỏ rồi đó, cái tăng sắc tố ở cái vùng kết mạc mắt á, và cái hình ở giữa là hình sau phẫu thuật, thì có tăng sinh tế bào tạo sắc tố ở dưới biểu mô, và nhìn mình thấy là nó cũng không có quá dị dạng đúng không? Đương nhiên là nó không có sự trưởng thành, có nghĩa là tế bào ở trên sát biểu mô với lại ở dưới nó cũng gần giống như nhau, nó không có nhỏ đi, thì những cái dấu hiệu là không có thấy tính trưởng thành của nó nè, rồi mình xem kỹ là có phân bào hay không, để mình hướng tới xem nó có phải là melanoma hay không. Một cái hình khác mình thấy là tế bào nó dị dạng hơn ha, nó có thấm nhập liên phu bào, và nó có thể có phân bào. Trong melanoma mình lưu ý tế bào nó thường có hạt nhân, và hạt nhân rất là rõ. Đó là đối với tế bào dạng biểu mô thôi, chứ nếu mà hình thoi thì cũng hơi khó ha. Và melanoma nó có rất nhiều kiểu tế bào, nó bắt chước tất cả những cái tế bào ở các cái cơ quan khác. Ở đây là một cái loại hình thoi, và với cái loại này á, melanoma kết mạc loại này á, thì nhiều khi mình không có nghĩ được melanoma đầu tiên đâu, nhất là trong những trường hợp mà nó không có sắc tố nữa. Hình thoi chắc mình sẽ nghĩ qua hướng sạc cơm gì đó chẳng hạn, thì nhuộm frame nó dương tính mạnh và lan tỏa. Tôi qua một cái nhóm u tế bào hắc tố của màng bồ đào, giống như nãy mình nói ra, ở mắt thì mình có những cái vị trí thường gặp cái tổn thương tế bào tạo sắc tố,
theo cái vị trí bình thường của nó là tế bào tạo sắc tố nó có thể bình thường ở cái màng bồ đào, ở kết mạc. Màng bồ đào thì nó cũng có nivus nè, cũng có nhóm trung gian là melanocytoma nè, có melanom nè, nó có thêm một cái nhóm là tăng sinh tế bào tạo sắc tố ở kết mạc lan tỏa hai bên nữa. Ở đây là cái cấu trúc của màng bồ đào. Thì mình có cấu tạo của màng bồ đào, nó sẽ gồm móng mắt, thể mi và màng mạch. Thì mình sẽ đi qua hết các cái thực thể ở các cái vị trí này luôn. Đầu tiên là cái màng bồ đào, nevi của màng bồ đào. Đầu tiên là tôi nói về cái nevi móng mắt. Thật ra thì cái hình ảnh nevi nó cũng không có gì khác nhau giữa các vị trí. Chủ yếu là nói để mình thấy rằng ở các vị trí này nó đều có thể có những cái tổn thương đó. Nevi móng mắt nó cũng giống như ở da. Nó cũng có các cái kiểu tế bào, ví dụ tế bào dạng biểu mô giống lympho bào hoặc là hình thoi. Và mình cũng đánh giá cái tính trưởng thành giống như ở da. Tuy nhiên á, ở kết mạc nó bị cái câu ở mẫu, những cái mẫu sinh thiết ở mắt á lại bị một cái câu chuyện khác, là mình sinh thiết thường cái mẫu nó rất là nhỏ chứ không có dễ dàng để sinh thiết giống như ở da. Mà cái mẫu sinh thiết của mình nó nhỏ đó thì đôi khi khi mà mình về mình xử lý mẫu á, có khi mình định hướng nó sai. Mình định hướng nó sai có nghĩa là sao? Có khi mình áp đó mình không thấy biểu mô bên trên, rồi mình không biết cái đầu nào là ở phía trên, đầu nào ở phía dưới để mình đánh giá cái tính trưởng thành của nó nữa. Đó là một cái hạn chế mà ngay cả các cái bài báo nước ngoài họ cũng nói là phải cẩn thận đối với những cái trường hợp sinh thiết mà cái mẫu sinh thiết ở mắt á, nó sẽ khó đập hơn rất là nhiều so với ở da, là mình định hướng nó không đúng, mà mẫu nó nhỏ nữa. Rồi, một số cái hình ảnh tế bào tạo hắc tố về mặt vi thể ha, hoặc là nó hình thoi, hoặc là nó có nhiều sắc tố. Mà mình lưu ý nevi thường nó sẽ không có phân bào nha. Hoặc là nevi ở màng mạch mà rất nhiều sắc tố, tế bào tạo sắc tố hầu như nó bị vùi trong cái sắc tố, rất là khó để nhận định. Tôi qua nhóm thứ ba là nhóm u tế bào tạo hắc tố, tức là nhóm trung gian giữa nivus, giữa nhóm lành tính và ác tính. Nó là một biến thể của nevi ha, nhưng mà nó không có điển hình, không có điển hình lành tính giống như nevi. Và lâm sàng nó có thể giống melanom. Nó có thể ở các cái vị trí của màng bồ đào luôn, thể mi, màng mạch đều có thể có. Đây, ở màng bồ đào mình thấy cái u tế bào tạo hắc tố melanocytoma. Giống như nếu mà ở kết mạc thì mình có hẳn cái tên là kích hoạt WNT, rồi dạng biểu mô tăng sắc tố gì chẳng hạn. Nhưng mà ở màng bồ đào thì tôi thấy nó chỉ có cái tên là melanocytoma thôi. Và cái loại này rất là nhiều sắc tố ha, tới nỗi mình chẳng có nhìn thấy được tế bào u nó nằm chỗ nào nữa. Thì nhìn cái này á, không quen á, thì có khi mình sẽ không có phân biệt được, không biết cái này lành tính hay là ác tính nữa ha. Tại vì mình đâu có thấy tế bào đâu, mình đâu biết toàn sắc tố đen như vậy thì mình cũng không biết phân bào có hay không, rồi có gì dạng tế bào hay không. Mà một người ta đã khử sắc tố và nhìn qua để cho mình thấy được hình thái tế bào nè, tế bào nó cũng khá là đồng dạng, không có hạt nhân, không có phân bào. Đó là trong một số trường hợp chẩn đoán chính xác nhất là mình phải tẩy melanin và mình nhuộm các cái dấu ấn phá mô miễn dịch cho melanom. Ở đây cũng nằm trong cái nhóm melanocytoma và tế bào kích thước khá đồng nhất. Tôi qua cái melanom của móng mắt. Nó thường là kết hợp với một số cái, nó có tính gia đình. Ví dụ như là kết hợp với một số cái hội chứng nốt ruồi hoặc là u sợi thần kinh tiếp 1. Nhưng mà tiên lượng của melanom loại này thì tốt. Về vi thể thì nó cũng giống như melanom ở các vị trí khác. Mọi người sẽ thấy là tế bào tạo sắc tố nó có thể không điển hình, nó có thể dạng biểu mô, nó có thể hình thoi. Nói chung mình phân tích cũng giống như melanom ở các vị trí khác. Ở đây mình thấy hạt nhân nó khá là rõ ha. Và tất nhiên là mình cũng, những trường hợp mà mình không có chắc chắn melanom thì nên nhuộm hóa môn dịch. Melanom thể mi á, thì thường tế bào nó spindle, nó giống như sạc cơm ha, lưu ý. Và có khi nó không có hắc tố, thành ra là nhiều khi mình nhầm với những cái loại u khác. Nhưng mà melanom thể mi thì tiên lượng nó rất là xấu. Melanom màng mạch thì cũng tương tự như vậy thôi. Nó có thể tế bào dạng biểu mô hoặc là hình thoi. Và mình cũng đánh giá các cái yếu tố và hướng nó ác tính. Qua tôi qua một cái nhóm là tăng sinh tế bào tạo hắc tố của màng bồ đào lan tỏa hai bên. Đây là nhóm mà có tiềm năng ác tính thấp. Là thường là mình chỉ lấy cái tổn thương ra thôi, mình không có can thiệp giống như melanom, không có phải cắt bỏ nhãn cầu. Loại này á, căn thương của nó cũng không có điển hình. Nó có thể tế bào hình thoi hoặc là dạng biểu mô, ít phân bào.
Hoại tử thì thường là không có ha. Đây là hình ảnh đại thể của những cái tỏa của màng bồ đào, các cái vị trí mũi tên chỉ. À, và vi thể nè, vi thể thì tế bào nó spindle. Thì đôi khi nhìn này á, là có thể mem nghĩ ra được là lành tính, nhưng mà đôi khi không biết chẩn đoán chính xác cái tên nó là gì. Thì mình có thể nhuộm các cái dấu ấn để khẳng định nó là tế bào tạo hắc tố. Đây là một số hình của tăng sinh tế bào tạo hắc tố lan tỏa hai bên ha. Thì thật ra chẩn đoán cái này á, là phải có thêm lâm sàng, có thêm hình ảnh học, mình thấy tổn thương tăng hắc tố ở hai bên. Hai bên mắt, chứ không phải là mình dựa vô cái hình chỉ có chăm chăm vào cái tiêu bản thì cùng lắm là mình chẩn đoán được là tổn thương lành tính của tế bào tạo sắc tố thôi, chứ làm sao mà mình biết được nó là tăng sinh tế bào tạo sắc tố màng bồ đào mà lan tỏa hai bên ha. Mặc dù đây là một cái chẩn đoán là hu họ đưa ra một cái chẩn đoán vậy, nhưng mà mình phải kết hợp với cả hình ảnh học nữa. À, đó, một số cái hình thái thì tôi nói cái loại này nó cũng không có điển hình tế bào, nó có thể có biến đổi hình thái nhiều kiểu. Đây là một những cái trường hợp tế bào mà nó có nhiều sắc tố nè. Thì những trường hợp này tốt nhất thì nên khử sắc tố để đánh giá cái hình thái tế bào. Tôi qua một cái nhóm khác là u tế bào hắc tố ở các vị trí hiếm gặp của mắt, tức là ở cái đĩa thị và dây thần kinh thị giác. Thì nó cũng có nhóm lành tính, như là nó giống như là nevus ha. Tên của nó là melanocytoma, tức là nó vẫn là trung gian, tế bào nó vẫn là nằm trong nhóm trung gian giữa lành và melanom. Thì ví dụ đây là một trường hợp rất là nhiều sắc tố, và khi khử sắc tố ra thì mình thấy tế bào nó cũng khá là đồng dạng. Hoặc là những cái trường hợp tế bào nó tương đối là không có điển hình ha, nó có hạt nhân, nó hình thoi, tăng sắc. À, xin lỗi, đây, ngay có một hình thôi. Một số trường hợp, tại vì nó xếp vô nhóm melanocytoma thì có một số trường hợp là tế bào nó không có điển hình. Thì giống như nãy giờ đã từng nói đó, những trường hợp hình thái không điển hình thì tốt nhất là mình phải làm hóa môn dịch, và tốt nhất là phải nhuộm rất là nhiều dấu ấn để mình có thể phân biệt chính xác lành tính hay là ác tính, hoặc là để đưa vô những cái thực thể melanocytoma một cách chính xác là cũng đòi hỏi phải sử dụng rất là nhiều dấu ấn. Còn đây là cái hình ảnh của melanom. Thì melanom của ổ mắt hay là melanom cũng giống như melanom ở các vị trí khác. U hắc tố ở mắt giống như tôi nói đó, nó là một cái thách thức trong chẩn đoán. Tại vì sao? Thứ nhất là mình cũng rất là ít gặp những cái tăng hắc tố ở mắt. Chắc là các bạn bác sĩ mà đọc ở chuyên khoa mắt á, thì sẽ gặp nhiều hơn. Nhưng mà cái vấn đề sinh thiết á, mẫu nó rất là nhỏ. Cái cách mình định hướng mẫu sai á, là nó có thể làm cho mình chẩn đoán sai luôn. Thành ra là phải lưu ý những cái vấn đề về mặt kỹ thuật. Tôi qua một cái nhóm khác là tổn thương tế bào tạo hắc tố ở hệ thần kinh trung ương. Thì tế bào tạo hắc tố nó có thể có nguồn gốc từ màng thần kinh, và nó có thể di chuyển đến cái vùng màng não, nó định vị như là một cái vị trí bình thường của nó ở đó. Và khi nó tăng sinh lên thì nó cũng có thể có những cái tổn thương tạo hắc tố ở các cái vị trí này. Đây là hình ảnh tế bào tạo hắc tố ở màng não. Và trong cái hệ thần kinh trung ương theo Hu á, thì họ chia làm hai cái nhóm lớn. Một cái nhóm đó là u tế bào tạo hắc tố ở màng não lan tỏa, và u tế bào tạo hắc tố ở màng não mà khu trú. Lan tỏa đó thì mình có hai nhóm, một cái nhóm lành tính là melanocytosis, một nhóm ác tính là melanomatosis, là lan tỏa. Nhóm thứ hai là khu trú. Khu trú có nghĩa là thường là một tổn thương á, thì mình có melanocytoma, là giống như cái nhưng mà giống như nãy giờ tôi đã đề cập tới rồi đó. Và nhóm thứ hai là melanoma. Thì các bạn thấy không, ở trên melanocytosis người ta khu người ta vẫn xếp vô không đúng không, nhưng mà ở dưới khi mà melanocytoma người ta lại xếp vô cái số 1 đó, nhóm trung gian. Và ở não á, ngay cả cái melanocytoma á, diễn tiến nó cũng rất là dữ dội, chứ nó cũng không có phải âm thầm. Thành ra là ở não á, để chẩn đoán cái nhóm này á, cực kỳ là quan trọng, chẩn đoán chính xác rất là quan trọng. Tại vì cho dù nó lành tính đi thì diễn tiến sinh học của nó cũng không hề lành tính, nó vẫn tiến triển, nó vẫn có thể xâm nhập vô cái nhu mô não. Đây là tiêu chuẩn chẩn đoán của một cái u tế bào tạo hắc tố ở màng não mà lan tỏa. Thì nếu như là nó là melanocytosis á, tức là cái nhóm không á, nhóm lành á, thì nó sẽ vắng mặt một số cái biểu hiện ác tính, ví dụ như là nó sẽ không có phân bào, nó sẽ không có tế bào không điển hình, nó sẽ vắng mặt hoại tử, nó sẽ không có hình ảnh xâm lấn cái nhu mô não. Còn cái nhóm mà melanomatosis á, tức là melanom á, mà lan tỏa trong cái màng não đó,
thì cái nhóm này nó sẽ mang những cái đặc điểm ác tính của melanoma. Như vậy thì nó cũng là melanoma thôi, nhưng mà nó lan tỏa. Ở đây là nói về cái hình thái của cái nhóm lan tỏa, nhóm UH bào lan tỏa, trong đó có melanocytosis, thì tế bào nó rất là plain và nó ngược lại với melanomatosis. Mình thấy cái hình ảnh của melanomatosis, cái tổn thương tăng sắc tố ở ngay cái hình thái ở trên não, có cái vùng gần gần cái phía bên ngoài, gần gần cái cuốn não, mình thấy có sắc tố nó đậm màu hơn ha, biết cái con cái mũi ta. Và cái hình vi thể là tế bào nó hình thoi khá là đồng dạng, đúng không? Thật ra nhìn cái hình vi thể này thì mình nói chung là mình cũng không nghĩ ác tính nữa ở cái trường hợp này. Còn cái nhóm tăng sinh tế bào tạo hắc tố ở màng não mà khu trú á, thì mình có hai cái tên là melanocytoma, tức là u tế bào tạo hắc tố, tức là nhóm trung gian. Và nhóm thứ hai là melanoma, khu trú thì nói chung là cũng giống như ở các cái vị trí khác. Thì cũng có cái tiêu chuẩn theo WHO luôn. Ví dụ melanocytoma đó, thì mình thấy là tế bào không điển hình ở mức độ giới hạn cho phép thôi, không có hoại tử, không có xâm lấn hệ thần kinh trung ương. Còn cái melanoma đó thì mình sẽ thấy có phân bào nhiều, có hoại tử, có hình ảnh xâm lấn, có hình ảnh không điển hình. Và trong đó nó còn chia một cái nhóm trung gian nữa, là nhóm intermediate nữa, nhóm trung gian giữa hai cái này nữa. Thì cái nhóm này á, nó thường là nó có khuynh hướng là xâm lấn cái hệ thần kinh trung ương. Ở đây là một số hình ảnh của melanocytoma nè, là các cái tế bào tạo sắc tố dạng biểu mô, và nó không có phân bào ha, kích thước tế bào nó cũng khá đồng dạng. Còn melanoma thì mình biết rồi ha, nó giống như ở da thôi. Tế bào dị dạng nè, có thể có hoại tử nè, có phân bào nè, có hạt nhân rõ nè, vân vân. Nhóm trung gian này là có nghĩa là tế bào không điển hình ở mức trung gian giữa melanocytoma và melanoma thì khó, cái nhóm này rất là khó. Thì người ta cũng có một cái bảng phân loại giữa các cái thực thể này. Thì mình thấy là melanoma và cytoma đó, thì hạt nhân nó nhỏ, melanoma thì hạt nhân nó to. Trung gian thì có nghĩa là cái trung gian giữa hai cái đó là không quá dị dạng ở mức melanoma, nhưng mà nó dị dạng hơn thằng melanocytoma. Hoặc là nó có phân bào mà ít, khác với melanocytoma thường không có phân bào, hoặc là melanoma thì nhiều phân bào. Thì thật ra mấy cái này thì tiêu chuẩn này thì tôi nghĩ nó cũng rất là khó cho mình, tại vì là nó không có rõ ràng. Nhưng mà nói chung là mình nên lưu ý là nó có thực thể này nữa. Có thể là mình phải phối hợp với lâm sàng, với diễn tiến của cái tổn thương này nữa. Rồi phân biệt các cái nhóm melanoma, melanomatosis, melanocytoma, hoặc là một cái nhóm là melanomatosis mà lan tỏa. Nghe là thấy lùng bùng lỗ tai ha. Thì mình sẽ thấy là nó ở não là rõ ràng mình phải phân biệt, mình phải... thứ nhất là rất khó chẩn đoán cái tổn thương tạo hắc tố là lành hay ác là khó đây nè, đặc biệt là những trường hợp mà nó nhiều hắc tố mà mình lại không khử được hắc tố để mình nhuộm tiếp. Trường hợp thứ hai nữa là nó vô cái thực thể nào, tại vì sao mình nói là melanocytosis thôi, tức là rõ ràng tế bào nó rất là plain, nhưng mà nó ở não tiên lượng nó vẫn xấu. Bạn thấy ở đây thu nó chia là poor luôn đó, là tiên lượng nó xấu. Còn cái melanocytoma cũng vậy, nó tái phát thường gặp trong vòng 5 năm. Như vậy rõ ràng là ngay cả nhóm lành hay nhóm giáp biên gì đi chăng nữa thì tiên diễn tiến ở não không hề tốt. Rồi còn cái nhóm mà melanomatosis thì khỏi nói rồi, mình nói là melanoma mà lan tỏa thì tất nhiên là nó xấu rồi, mình không bàn cãi rồi. Còn cái nhóm melanoma ở hệ thần kinh trung ương nguyên phát thì nó tốt hơn. Nhưng mà nhìn chung là cái tổn thương tạo sắc tố ở cái vùng ở não đó là tiên lượng nó rất là xấu. Như vậy rõ ràng là mình thấy là mình phải chẩn đoán chính xác các cái thực thể ở trong cái vị trí này. Tóm lại thì trong cái nhóm u tế bào tạo hắc tố ở các vị trí móng não hoặc là ở mắt á, thì mình lưu ý chẩn đoán u hắc tố ở mắt ở móng á, rất là khó, mình phải phối hợp với lâm sàng, nhất là những trường hợp mà mình sinh thiết không có đầy đủ á, là khó chẩn đoán tổn thương chính xác. Thứ hai là ở màng não á, ngay cả những cái tổn thương mà mình không có chẩn đoán melanoma thì mình phải lưu ý nó diễn tiến nó rất là rầm rộ. Mặc dù là mô học nó không gợi ý ác tính. Nhóm ở mắt á, thì cũng nên chẩn đoán chính xác. Tại vì có một số nhóm á, đặc ví dụ như là BAM không điển hình á, tăng sắc tố mà có tế bào không điển hình á, nó diễn tiến thành melanoma, thành ra mình cũng nên lưu ý. Còn melanoma ở màng não hoặc ở niêm mạc thì diễn tiến rất là nhanh và xấu rồi. Thì bài trình bày
của bác sĩ Giang đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.